Chào chị các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với cả anh chị, với cả các bạn về một cái nội dung mà rất là nhiều anh chị có đặt cái câu hỏi cũng như là gửi cái thắc mắc cũng như là trao đổi trực tiếp với cả tôi liên quan cái việc mà khi mà anh chị một là do là thời gian, do là đường xa, rồi do là có thể là trong 2 năm qua thì Covid, rồi có thể do một số cái điều kiện về kinh tế, ngạn anh chị không thể mà có thể mời thầy phong thủy đến nhà để mà tư vấn hay là xem cái trạch đất của anh chị thì anh chị cần phải làm thế nào. Trước đây là cái việc mà khảo sát cái phong thủy đối với những căn nhà thông thường hay là một cái cục đất là thầy phong thủy phải đến tận nơi cái địa điểm đất. Thực ra không phải là ông thầy phong thủy đến tận nơi của cái địa điểm đất đấy để đo xem là cái khí đất ở đấy nó nhiều hay ít đâu, không phải đâu. Người ta đến đấy để người ta xem là cái địa hình, địa vật, núi sông, nước non, rồi hướng nước chảy, rồi các cái núi, sông, ao, hồ, tự nhiên, đường đi lối lại và xung quanh nó bố trí thế nào. Thứ hai, người ta xem là cái ngoại khí, tức là các cái nhà cửa xung quanh trong bán kính khoảng 100m, tức là trong cái khoảng 100m, tức là khoảng 50-80 bộ của anh chị xung quanh nhà của anh chị thì nó thế nào. Sau đó người ta xem là cái diện tích, cái khuôn viên đất, cái không gian mà người ta sẽ đặt cái nhà của anh chị như thế nào để người ta sẽ đưa ra cái phương án tư vấn thiết kế cụ thể. Bây giờ cái việc khảo sát online, cái việc mà tư vấn hồ sơ online nó cũng trở nên là rất là thân quen và thân thuộc và cũng rất là đơn giản. Thực tế và trong vòng khoảng 7-8 năm qua là công ty Phong thủy Tam Nguyên của chúng tôi cũng thường xuyên và sử dụng và thường xuyên và tư vấn các cái dịch vụ tư vấn hồ sơ online. Khi mà khảo sát thì chắc chắn là tôi sẽ phải là người trực tiếp tôi gọi điện cho anh chị, sau đó là định vị được chính xác cái căn nhà của anh chị trên trạch đất, sau đó là sau khi định vị được chính xác căn nhà trên trạch đất rồi thì xác định được cái khuôn viên mà dự kiến anh chị thiết kế. Anh chị thì hiểu chuyện này rất là quan trọng này, tức là cái không gian thiết kế nó phải bao gồm toàn bộ cái khuôn viên đất chứ nó không phải chỉ một bình vẽ của căn nhà của anh chị. Cho nên ra là khi mà thiết kế căn nhà anh chị thì cách khảo sát của chúng tôi chính là chúng tôi khảo sát tổng thể cái thửa đất để xác định được cái vị trí của cái lô đất trong cái đại cục, sau đó là xác định được cái không gian của đất thì sau đó chúng ta sẽ đặt cái nhà ở đâu trong cái khuôn viên đó. Khi mà đặt cái nhà xong thì bắt đầu mới tính cái đường đi lối lại, cổng cửa, nhà, xe. Sau đó là tôi gọi là cái giao thông trục ngang. Trục ngang ở đây bao gồm là cổng, cửa, rồi đến đại môn, cửa chính, rồi cửa vào các phòng, rồi đường đi lối lại xung quanh căn nhà, cả cái sân vườn, cái không gian vườn tược của anh chị nữa. Đúng không? Rồi giao thông trục đứng ở đây là chúng ta đang nói đến cầu thang, trục khí, rồi điểm lấy khí của nhà. Đúng không ạ? Rồi sau đó theo cái trục đứng đó thì chúng ta còn có vị trí của bể phốt, rồi đường cấp nước và đường thoát nước nữa. Thì như vậy thì cái việc mà khảo sát này cần phải có được cái khuôn viên đất tổng thể, sau đó đặt cái công trình đó lên trên cái khuôn viên đất đó để xác định xem là cái vị trí căn nhà, cái tọa hướng như thế nào với một cái bản thiết kế tổng thể từ sân vườn, đường đi lối lại, rồi các phòng ốc chi tiết đến các phòng ốc. Sau đó thì có một hồ sơ rồi, nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ cho anh chị toàn bộ những cái nghi thức, nghi lễ, rồi các cái thủ tục, rồi các cái phương pháp sắp đặt, rồi nếu như chỗ nào phần hồ sơ mà không hiểu anh chị có thể trao đổi, kể cả cái phần liên quan đến kiến trúc anh chị không hiểu anh chị có thể hỏi, và công ty có thể ngay lập tức sau khi hồ sơ phong thủy xong chúng tôi còn triển khai tiếp cái hồ sơ kỹ thuật thi công hay còn gọi là hồ sơ kiến trúc bằng cái cách là dựng cái phối cảnh 3D, rồi sau đó là tạo hồ sơ về kỹ thuật điện nước, để hồ sơ kỹ thuật kết cấu, hồ sơ kiến trúc, rồi các cái hồ sơ để mà anh chị hoàn thiện cái căn nhà của mình. Nhưng cái bước đó là cái bước mà sau khi chúng ta xong và sau cái hồ sơ phong thủy thì chúng ta mới triển khai đến hồ sơ kỹ thuật thi công được. Chứ còn nếu như bây giờ chị triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công rồi thì khi mà triển khai hồ sơ phong thủy chúng ta chỉ được thay đổi nhỏ thôi, một thay đổi nhỏ thôi, thì tất cả cái điều này là làm cho kiến trúc sư họ vẽ lại hoàn toàn cái căn nhà, thay đổi một chút công năng rồi gần như vẽ lại gần như là mặc dù hiệu chỉnh thôi nhưng mà hiệu chỉnh đến 78% căn nhà luôn. Cho nên là chúng ta sẽ tham khảo hoặc chúng ta sẽ chia sẻ hoặc chúng ta sẽ trao đổi với cả thầy phong thủy, trao đổi với cả người tư vấn về cái công năng chuyên nghiệp trước, sau trước khi mà chúng ta nói về căn nhà. Trước đây thì làm căn nhà thì anh chị có thể quan tâm đến cái hình dạng bên ngoài, nhưng thực tế thì cái
cốt lõi bên trong thì chính là cái công năng của căn nhà anh chị, thì là cái chuyện mà quan trọng hơn. Cái đấy nó thể hiện cái môi trường sống của chị. Còn cái ra bên ngoài có quan trọng không? Cái này bước quan trọng, nhưng cái này rất dễ. Có quá nhiều kiến trúc sư, có quá nhiều mẫu nhà, có quá nhiều cái phương pháp và phong cách thiết kế để làm cho căn nhà của anh chị trở nên hài hòa và đẹp đẽ ở bên ngoài, đúng không? Nhưng cái việc mà sắp xếp cái công năng, sắp xếp cái nội khí, sắp xếp cái đường đi lối lại và bố cục trong căn nhà của anh chị thì phải cần có những chuyên gia, và lúc này thì thầy Phong Thủy là cái người mà có nhiều kinh nghiệm nhất. Với kinh nghiệm mà tại trung bình một năm thì công ty chúng tôi tư vấn cho khoảng 1.000 cái hồ sơ thiết kế cũng như là vẽ mới các công năng và tư vấn các không gian cho nhà anh chị. Chúng tôi tự tin, tôi hoàn toàn tôi rất tự tin về cái việc mà xây dựng cái công năng theo cái nhu cầu đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí phong thủy, những cái tiêu chí về kiến trúc, những cái tiêu chí về mặt công năng để đảm bảo cho chúng ta không chỉ có một căn nhà đẹp về mặt không gian sống, đẹp về mặt hoàn thiện ở bên ngoài mà đảm bảo rất là phù hợp và đắc được cái yếu tố phong thủy, đắc được yếu tố phong thủy và đắc được long khí, đắc được vận khí, đắc được tuổi, rồi phù hợp với cả cái thời điểm xây dựng và phù hợp với cả cái nhu cầu của anh chị trong cái cuộc sống. Cho nên ra là cái việc mà khảo sát hồ sơ phong thủy online hay là khảo sát hồ sơ phong thủy trực tiếp hay là các cái chuyên viên, những cái người có kinh nghiệm của công ty đến để đo đạc hay là vẽ lại cái sinh đất của anh chị là cái việc mà hoàn toàn là hết sức bình thường. Anh chị lo lắng bảo rằng là ở công ty thì thầy phải là người làm trực tiếp cơ, thì chị yên tâm là 100% tất cả những hồ sơ ở công ty đều là tôi là người làm trực tiếp. Tôi là cái người mà gọi điện cho anh chị để mà trao đổi về công năng, để nắm bắt được cái tinh thần, được cái nhu cầu, nắm bắt được cái mong muốn của anh chị, đúng không ạ? Sau đó tôi cũng là người duyệt hồ sơ cuối cùng trước khi trả cho anh chị, và cũng là người bám theo hồ sơ đấy chị anh chị và nhập trạch và duy trì cái việc bảo trì bảo hành, cũng như là duy trì cái việc mà cái hồ sơ đó đến cả 10 năm sau khi mà anh chị 10 năm sau khi anh chị sử dụng cái dịch vụ tại công ty cơ mà, chứ có phải là làm xong là xong đâu. Trong 10 năm anh chị được hỗ trợ và bất kể lúc nào anh chị có thể lấy lại hồ sơ bản mềm hay bản cứng, bản in của bất kỳ hồ sơ chị nào đã từng làm ở Thái Nguyên thì chúng tôi đều có bản lưu, và anh chị cũng hoàn toàn để tự lấy cái bản lưu được bằng cách là vào website phongthuyvuong.com và vào phần tra cứu hồ sơ, nhập số điện thoại của anh chị vào, anh chị chỉ nhập cái mã OTP tiếp theo vào, anh chị sẽ tải được ngay xuống cái hồ sơ của anh chị, xuống dưới máy của anh chị ngay, không nhất thiết phải cần gọi điện lên cho công ty. Và cái quá trình làm nhà của anh chị thì nó bắt đầu từ khi chị có ý định làm nhà cho đến quá trình khi chị đập bỏ, phá bỏ cái nhà đấy đi, chứ không phải là làm nhà chỉ là trong quá trình chị làm nhà mà thôi đó. Và cái việc này, bởi vì cái việc này nó là cả một cái quá trình và được hướng dẫn, được tư vấn rồi sắp đặt, rồi để làm sao chúng ta có được một cái nơi chúng ta an cư lập nghiệp ở trong đó bình an và đạt được nhiều những cái kết quả tốt. Và hy vọng rằng là trong cái video này thì tôi cũng đã chia sẻ về cái quy trình cũng như là cách thức để triển khai một hồ sơ phong thủy trực tuyến hay là một cái hồ sơ phong thủy online. Cảm ơn anh chị đã luôn theo dõi, ủng hộ, tin tưởng cũng như là sử dụng các cái dịch vụ tư vấn của Phong Thủy Tam Nguyên. Chúc anh chị cùng toàn gia bình an, thịnh vượng.